Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Nếu cập nhật thường xuyên những thông tin về chapter mới, kèm theo đó là một vài dự đoán và giả thiết vô cùng thú vị trong OneBee. Quay trở lại chủ đề chính trong video hôm nay, full OneBee chapter 1111, bản đầy đủ chi tiết. Vậy là cuối cùng, sau khi một vài thông tin cơ bản đầu tiên của chapter được công bố, thì mới đây, nhà cung cấp thông tin Radon cũng đã có bản đầy đủ chi tiết của chapter, gồm có 17 khung tranh. Và phần lớn nội dung của chapter này là để nói về sức mạnh của người khổng lồ, cũng như xác nhận việc Ngũ Lỗ Tinh có hai kỳ ba vương. Và tôi đánh giá chapter này là 6/10 điểm. Và cho nên nó đã khiến tôi ngay lập tức làm video này, cập nhật tin tức đến với anh em. Còn cụ thể như thế nào thì mời các bạn xem tiếp. Trước khi bắt đầu vào nội dung chính, anh em cho mình một like, một đăng ký kênh để nhận thông báo cho những video mới nhất của mình nhé. Ngoài ra còn giúp kênh mình có lại đề xuất nữa. Cảm ơn anh em rất nhiều. Tên tiêu đề của chapter 1111 là Tấm Khiên Mặt Trời. Và tên tiêu đề của chapter này là để nói về tấm lá chắn phòng thủ mang tên Svalin trong thần thoại Bắc Âu. Trong bì màu của chapter tuần này là hình ảnh bằng hải tặc Vurom cùng với Vegabin, Bonnie và Kuma đang cùng nhau ăn khoai tây chiên trên đầu một đàn sứa. Chúng ta thấy Vegabin đang ở bên trong một con robot tàu ngầm cùng với Bonnie ở hình dạng thật của mình là 12 tuổi. Và có thể thấy Bonnie rất vui khi dùng bữa cùng với Nami và Chopper. Ngoài ra còn có thêm người cha Kuma nữa. Liệu trong bì màu này có phải là viễn cảnh tiếp theo của bạn hải tặc Vurom sau khi trốn thoát thành công hay không? Bởi tác giả Oda rất thích cài cắm những chi tiết trong trang bì màu của mỗi chapter. Mở đầu của chapter tuần này không phải là một sự nối tiếp, mà là những thông tin về chiến binh thần môi trường Thánh Mát. Lúc này vẫn đang trong hiện thân của loài quái điểu Isumade. Theo đó thì viện rô tinh này đã phá vỡ được hệ thống phòng thủ bên ngoài labo và đang tiến vào bên trong với mục đích là phá hủy không cho đoạn video ghi hình được công chiếu. Và nếu để ý mình sẽ thấy Ngũ Lỗ Tinh đã có một sự phân công rõ rệt ngay sau khi đặt chân đến hòn đảo tương lai hết. Nếu như Thánh Vidas đi tìm kiếm và đóng băng những tay người máy sinh học Mát 3, thì chiến binh thần môi trường Thánh Mát có mục tiêu là phá hủy labo. Và theo tôi, dù có phá hủy được labo và tiến vào bên trong, nhưng Thánh Mát cũng sẽ không thể nào ngăn được đoạn video ghi hình kia được công chiếu. Bởi trước đó bên không màu Saka đã tự tin tuyên bố rằng dù cho bọn chúng có tìm cách tắt bỏ cái thông tin đi chăng nữa thì vẫn sẽ không đủ thời gian để làm. Điều này có nghĩa bên không màu Saka đã dự đoán trước sự xuất hiện của Ngũ Lỗ Tinh tại đây nên mới tự tin tuyên bố như vậy. Sau đó chấp ta chỉ sang cảnh trận chiến của thiên tài Roxy và Zoro. Mặc dù đã tung ra đòn tấn công kết thúc nhưng có vẻ như Roxy vẫn chưa bị đánh bại hoàn toàn. Chúng ta thấy tên này đã bất động nhưng vẫn không chịu nằm xuống, tức là vẫn không chấp nhận được chuyện bị Zoro đánh bại. Để rồi sau đó Zipe sử dụng một chiêu thức karate người cá mới với công lực là 5000 Bridgeshot thổi bay Roxy. Rồi sau đó Zipe đưa Zoro đi cùng mình đến chỗ những thành viên khác của bang hải tặc Vurom. Chấp ta tiếp tục chuyển sang cảnh chứng minh thần môi trường Thánh Mát. Lúc này Thánh Mát đã đến được nơi Roxy đang nằm sau đòn tấn công của Zipe trước đó. Chúng ta thấy Roxy đã quay trở lại hình dạng con người và đang nằm bất động trên mặt đất. Thấy Ngũ Lỗ Tinh Mát xuất hiện, Roxy đã báo cáo toàn bộ sự việc tại đây cho viện Ngũ Lỗ Tinh này biết và nói rằng chỉ còn 6 phút nữa là đoạn video ghi hình của Vegabin được công chiếu. Sau khi nghe xong những lời mà Roxy nói thì Thánh Mát tỏ ra vô cùng thích thú và ca ngợi Roxy. Vừa nói Thánh Mát vừa bay về phía phòng thí nghiệm. Do vậy thì Roxy đã có một yêu cầu với Ngũ Lỗ Tinh Mát. Tôi muốn cầu xin ngài hãy tha mạng cho Kaku. Và Thánh Mát đã ngay lập tức trả lời: "Hử? Để xem đã. Có lẽ sẽ khó đấy, vì ta sẽ không chú ý đến những con côn trùng mà mình giảm lên đâu." Và bạn thấy gì không? Mặc dù rất máu lạnh nhưng Roxy vẫn cầu xin cho Kaku. Nó cho thấy sự máu lạnh độc ác của Ngũ Lỗ Tinh là còn cao hơn cả Roxy nữa. Sau đó chapter chuyển sang cảnh trận chiến của Luffy với ba Ngũ Lỗ Tinh còn lại là Thánh, Valkyrie, Satan và Jupiter. Chúng ta thấy Luffy rất vui mừng sau khi nhìn thấy sự xuất hiện của hai người khổng lồ là Brogy và Doggy. Còn về phía bọn họ, hai người khổng lồ này liên tục hỏi Luffy về hình dạng mới của mình là Nika. Bởi vì Luffy rất giống với một vị thần trong văn hóa người khổng lồ. Và như nhiều lần trước đó thì Luffy vẫn không hiểu mọi người đang nói gì. Bởi đối với Luffy thì sức mạnh hiện tại là G5, chứ Luffy không hề biết Nika ni cũng là gì hết. Và theo tôi, vị thần trong văn hóa của người khổng lồ chính là vị thần mà chủng tộc Buccaneer của Kuma tôn thờ. Và tất cả có chung nguồn gốc từ Nika, kể cả chủng tộc Lunaria của King cũng vậy nữa. Sau đó chapter quay ngược thời gian trở lại trước vài phút, Sanji đã gặp và nói với hai người khổng lồ rằng hãy đưa Luffy ra phía sau của hòn đảo, bởi tất cả những thành viên của bang hải tặc Vurom đang cùng nhau hướng tới đó để trốn thoát trên con tàu của bang hải tặc chiến binh khổng lồ. Chúng ta thấy một bản đồ phiên bản Chibi xuất hiện tóm tắt đầy đủ quá trình chạy trốn của bang hải tặc Vurom. Và ngay lập tức sau khi nhìn thấy Luffy, người khổng lồ và Doggy đã thổ tù và ra hiệu rút lui cho tất cả những người khổng lồ đang có mặt trên hòn đảo tương lai hết. Và đúng lúc này thì chiến binh thần thư pháp Thánh Valkyrie đã tung ra một làn sóng Haki ba vương mạnh mẽ. Và người khổng lồ và Rogue đã sốc khi nhìn thấy cảnh tượng này. Với việc xác nhận Thánh Valkyrie có Haki ba vương thì gần như chắc chắn bốn vị của đối tinh kia cũng sẽ có Haki ba vương. Điều này là đưa chúng ta đến một giả thuyết nữa là Thánh Gatti Vekaland cũng có Haki ba vương, hay thậm chí là tất cả những thánh hiệp sĩ đều có Haki ba vương. Và theo tôi thì Sabo cũng có Haki ba vương. Bởi trong lần đầu tiên Sabo chạm mặt với người đối tinh, Thánh Valkyrie cũng đã gầm lên một cách đáng sợ như vậy. Nhưng có thể thấy thì Sabo vẫn thoát được. Nó cho thấy sức mạnh của Sabo là không hề tầm thường. Quay trở lại với chapter, theo đó thì màn Haki ba vương cực đỉnh của Thánh Valkyrie đã khiến một số tinh lĩnh hải quân bị ngất xỉu. Để rồi sau đó Thánh Valkyrie đã biến hai chiếc nanh của mình thành hai lưỡi dao tấn công Luffy.
Nhưng một lần nữa, hai người khổng lồ đã chặn được đòn tấn công đó của Thánh Valkyrie bằng cách đưa khiên ra chống đỡ. Và tên của đòn phòng thủ này là Svalin, hay còn gọi là tấm khiên mặt trời. Sau đó thì Svalin là một chiếc khiên huyền thoại trong thần thoại Bắc Âu, khi nó đã đứng vững trước sức nóng của mặt trời nhằm bảo vệ thế giới. Và sau khi đã được đòn tấn công này, thì cả hai người khổng lồ là Brogi và Dogi đã cùng nhau sử dụng một chiêu thức mới mang tên Skia, tạm dịch là tấp, để cùng nhau đẩy lùi Thánh Valkyrie. Thế vậy, ngay lập tức ngọn lửa tinh sao tình đã phun ra những quả bóng có độc về phía hai người khổng lồ. Tuy nhiên, Luffy đã biến ra một cây gậy bóng chày và một chiếc mũ để đánh trả tất cả những quả bóng có độc đó quay trở lại về phía ngũ lôi tinh Satan. Và hậu quả của đòn phản công đó đã gây ra một vụ nổ lớn nhấn chìm ba vị ngũ lôi tinh kia là Thánh Satan, Valkyrie và Jupiter. Và ngay lập tức, Luffy cùng với hai người khổng lồ là Brogy và Dogi đã cùng nhau bỏ chạy sau khi vị ngũ lôi tinh kia bắt đầu hồi phục. Và quá trình hồi phục này là tương tự như cái cách mà Satan đã tự hồi phục bản thân cơ thể mình trước đó. Chúng ta thấy Luffy nói bọn chúng vẫn không hề nhận thêm một tí chất thương nào nhỉ, chắc hẳn là bọn chúng bất tử rồi. Còn hai người khổng lồ là Brogy và Dogi thì nói: chà, bọn ta đã sống tới từng này tuổi rồi mà chưa hề nghe nói có chủng tộc nào có thể làm được điều này, quá kinh khủng. Và thành thật mà nói thì càng lúc tôi càng thấy kỳ lạ trong sức mạnh của năm vị ngũ lôi tinh, đặc biệt là khả năng tự hồi phục của bọn chúng. Và cho nên tôi sẽ cố gắng tìm hiểu để làm một video về chủ đề này trong thời gian sắp tới. Sau đó thì chapter chuyển sang cảnh tất cả những thành viên của bang hải tặc Murom đang cùng nhau hướng tới con tàu của bang hải tặc chứng minh khổng lồ. Chúng ta thấy nhóm của Bonnie, Frankie và bên không nam Atlas đã tới trước, nhưng họ đã nhìn thấy phó đô đốc Bomb Sky, Good Rotting và Red King đang chờ sẵn. Với việc xác nhận thông tin này thì dù có muốn hay là không, bang hải tặc Murom cũng phải đánh bại cho bằng được những phó đô đốc thì mới có thể thoát được. Sau đó chapter chuyển sang cảnh chứng minh thần môi trường Thánh Mát. Lúc này hắn đã đi đến được căn phòng thí nghiệm nơi mà bên không sáu sót đang bị giam giữ. Và Thánh Mát đã hỏi vị trí về căn phòng phát sóng đang ở đâu, và có vẻ như tên phản bội bên không sáu sót không biết. Chapter lại tiếp tục chuyển sang cảnh đô đốc Yajiru. Chúng ta thấy đô đốc Yajiru vẫn đang nằm bất động trên con tàu của hải quân sau khi trúng đòn tấn công của Luffy. Và một số tên lính đã đến hỏi thăm tình hình của Yajiru. Chúng ta thấy một lính nói: Yajiru-san, hãy để chúng tôi chữa trị vết thương cho ngài. Và Yajiru đã ngay lập tức trả lời: quả thật tôi đang bị thương, hãy cứ để tôi nằm yên đi, không cần đâu. Có lẽ đô đốc Kizaru đã mệt, không muốn tham gia trận chiến nữa, chứ nếu có quay trở lại trận chiến thì cũng sẽ tiếp tục ăn hành với Luffy. Để rồi trong một trận đấu hoành tráng của chapter, hải quân đang báo cáo đã nhìn thấy một thứ gì đó ở phía tây bắc của hòn đảo tương lai hết. Chúng tôi xin được báo cáo, theo đó thì chúng tôi đã nhìn thấy một thứ gì đó lớn hơn cả người khổng lồ nữa xuất hiện trên đảo. Và không ai khác, đó chính là con robot khổng lồ của đại đang đứng sừng sững trước hòn đảo tương lai hết. Xung quanh nó được bao phủ bởi một lớp lửa, và có vẻ như lớp lửa này không ảnh hưởng đến con robot khổng lồ của đại này. Và lời nói đầu tiên của nó là một lời xin lỗi dành cho Joy. Chúng ta thấy nó lẩm bẩm nói: tôi xin lỗi cho bài. Và đây cũng là cái cách mà chapter 1111 kết thúc. Thông tin cuối cùng là tuần sau One Piece không có chapter mới, đồng thời Oda nghỉ 3 tuần liên tiếp vì lý do là cần phải nghỉ ngơi. Bởi từ sau cái chết của tác giả Toriyama, Oda đã bắt đầu quan tâm đến sức khỏe của mình hơn, và cho nên ông muốn dành thời gian để nghỉ ngơi. Ngoài ra ông còn muốn dành khoảng thời gian này để suy nghĩ xem One Piece là gì, khá bất ngờ. Trên đây là video full One Piece chapter 1111 đầy đủ thông tin chi tiết. Tôi hy vọng anh em thích video này. Đừng quên đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ mình nhé. Cảm ơn em rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.